là có một cái duyên để gặp chị Kim Anh là cũng nhờ cái show của tối ngày hôm nay Thúy Nga đi đó quý vị. Lâu quá rồi. Lâu quá không gặp. Có mấy lần ở Nga cũng hay đi cái thời điểm đó chị Kim Anh hay qua nhà cái cô Chữ Hoàng Anh. À cô Hoàng Anh đó. Là em út của ông Chữ Hoàng Anh. Đúng rồi. Hồi xưa chỉ là huynh trưởng của trường American University. Cái đợt đó thời điểm đó em hay hát chị Kim Ngân á thì chị cứ vô nó trời ơi con nhỏ này hát Kim Ngân ha. Giỏi ha. Cái bữa nào ngồi đi rồi ta kể về Kim Ngân cho ta nghe. Hồi đó chị Kim Ngân là thân nhau quá. Không, nó rất là ngưỡng mộ chị. Ngưỡng mộ chị lắm. Ngưỡng mộ chị lắm. Cái sau chị... này mà chị đi ra đường á chị Kim Ngân có nhận đấy. Có. Mà không phải không nhận mà nhận. Đúng rồi chị chưa biết nó bị tâm thần. Chị ở đâu châu gì mới về thôi. Ừ. Xong cái nó chạy lên nó lại nhà chị nó ngủ trong phòng chị thì không biết nó bị sự cố đâu. Con thằng nhỏ nó gặm tay á. Kim Ngân là một cái dạng tâm thần đúng không chị? Cái thằng như nói gì nói gì chị cho em xin 2 đồng. Nó tại sao xin 2 đồng? Em mua bông tặng chị Kim Anh. Cái thằng sao mà Kim Anh sống tặng nó xin 2 đồng tặng Kim Anh nào? Chị cũng đâu biết nó buồn. Nó bị trong thời gì đâu. Cái thời điểm nó ngồi gần chị mà nói. Nó ở trong phòng gì ra, chị chưa biết, chị mới ở lâu châu chị về kéo ba ly chưa vô nhà. Cái xong cái chị nói chị ẩm nhỏ. Cái đó đưa giảm chứ, nó cho giảm được 2 phút. Thường là không nó cho giảm 2 phút. Không 2 phút. Chị được ẩm 2 phút. Nó nói chị biết ba nó. Ba nó ai? Nó chỉ biết nhà em thôi. Bây giờ ở tù nó nói vậy cái đó em em ngủ trong phòng của chị nó biết chị nó ok đâu gì đâu. Thì xong cái nó cho ẩm 2 phút xong nó vô cái hồi chị cho em 2 đồng nên mua bông tặng bạc cho anh. Trời ơi cái phút rồi, đó là cái hồi chị rồi cái tự nhiên khi thấy cái đồng chị nhìn đau quá vậy tội nghiệp quá vậy cái mắt mất thần đi. Cái xong cái chị hỏi chứ tại sao không tặng Kim Anh, nói em thích Kim Anh hát lắm. Vì cái giọng hát của mình giống như Mạnh Lê Quân bài du nó rồi chết mẹ rồi. Rồi xong. Thua. Khúc đó là sai rồi. Rồi xong rồi. Dạ. Cái thằng kia nó thôi vô ngủ đi. Ngoài sau có cái nhà rông á, nhà rông mà đó ông chồng bà Hiên giữ đó cho chị, tại chị thích ở nhà rông á. Một mình vô bà đó thôi, mấy nhỏ cho ở trong phòng. Cái ông chồng nói trời ở vậy con nít nó nguy hiểm lắm. Mà nó không chịu đắp mền đắp chăn nhà nhỏ chân đi đâu nó cũng không theo chứ. Nguy hiểm quá, sợ hậu tết là chết. Không bao giờ thả xuống. Không thả xuống, đi tắm đi lâu cũng không theo hết. Mà đứa nhỏ nghe nó không biết đi là gì. Bỏ xuống theo đùng. Nó sân nó quá xương mà sao đi được. Nó không có nó không hoạt động, không hết sầu, nó lớn được. Đứa nhỏ nó giờ đẹp trai hả? Hồi đó nó cũng đẹp rồi. Bây giờ nó là về ngành dược luôn chị, là đẹp trai, to, y chang Kim Ngân luôn. Thì lúc cái ông chồng nó thôi đưa nó đi ra cái phòng đằng sau, không có rõ đằng sau được, lạnh lắm, thằng nhỏ không chịu nổi. Thì lúc đó ông đâu biết là chị đi hát về. Cái xong lúc chị về thì nó không chịu đi ra, nó không chịu đi. Mà nó rất là cái này không có đoán trước làm được cái gì, nó muốn làm thì làm mà. Tại vì chị bị bệnh rồi mà. Lúc đó chị bị bệnh rồi. Mà ba hồi giờ ba hồi khác chứ mà lúc nào cũng vậy. Nhiều khi nói chuyện rất là thông minh, rất là học thức. Tiếng Tây tiếng U nói với chị luôn. Tại sao? Ở cái thời điểm đó là đã chửi ở Mỹ rồi chứ? Chưa. Chưa cắn gì hết á. Mà có đeo cái dây con chó thì có hết. Rồi sao con nói? Cái nhà có cái bằng cái piano á, cho mấy nhỏ tập á. Cái ngồi tập. Này chị phải tập hát cho bạn cho mình á. Hát bài mùa bài đánh cho tặng bắt gì. Mấy tiếng đồng hồ. Cứ tặng bắt gì hát mùa bài cho nó nghe. Thì đó thôi, nặng quá. Và sau đó có người kể cho chị nghe, chị mới biết là cái cô này cũng bị người ta hại chứ không phải là bị cái như là nervous breakdown, không phải bị tinh thần mà bị đau khổ quá mà bị không phải có người ta hại. Giống như là bị đang bùa ngải gì cho ấy hay là sao? Không phải bùa ngải, tức có người nào đó mà con gió rồi quấn một điểm nguyệt một cái thì là sao động là bị khùng vậy luôn. Tức là ba hồi khùng ba hồi không chứ không phải lúc nào cũng khùng mà không chữa được. Ngãi còn chuột được, ngãi thì có thầy bùa chữa được chứ. Còn này có trong đó ông đi mất tiền ai biết đâu, ông chết quẹo rồi ai chữa. Ông biết ông điểm chỗ nào chứ. Em cũng có cái cơ duyên á, lúc em giúp chị Kim Ngân á, là có người họ kể cho em nghe, và họ cho em coi hình cái người con trai của chị Kim Ngân hiện tại. Rất là đẹp trai. Nhỏ nó đẹp lắm, tóc xoăn xoăn thưa. Đúng rồi, cái thằng nhỏ vậy tóc xoăn luôn. Chị bế được 2 phút. Trụ mà đẹp trai như một tài tử luôn. Chị mặc y chang mẹ luôn. Hồi xưa mỗi lần để xuống té rầm nó không đứng được. Mà bây giờ nhỏ nó học giỏi mà nó không biết mẹ nó là Kim Ngân. Đó là cái điều mà đau khổ nhất.
cái có một lần nó ra khỏi nhà chị rồi thì em biết lúc đó chị cũng có một thời gian chị một cái chị xe cũng nặng độ lắm, xong chị đi cai về á, cái gì nó chị thấy nó vậy, chị tội nghiệp quá, nói chị mà chị nói nó thích cái quần bó của chị cho em đi, nó chọi tao có một cái rồi, tao có một cái à, bây giờ mình lại tao chịu làm sao, nó định đòi cho được chị phải lấy quấy cái khăn chị quấn chị cho nó đó, cái chị đang quấn nguyên muôn đồng cái mặc vô lẹ lẹ. Là bánh ăn nỉ rồi. Ừ, bắt chị phải thuộc ra, chị phải lấy khăn chị quấn chị. Mà thời điểm đó là chị Kim Ngân cũng bệnh nặng rồi. Lúc bắt nó bậy bạ rồi. Gặp ai không thích cắn đó. Đá nhà, đá giường trong nhà chị luôn, không có đi ra ngoài. Thấy tội lắm thương. Nhưng mà chị biết là có những người mà chẳng hạn hồi xưa nó thân với Hoàng Liêm nè. Rất thân, ngày nào qua đó, chị qua đó. Thì những người nào ta làm chuyện gì ta phải tự giác, tự biết, chị không muốn kể. Là cái trách nhiệm đó, những người trong đó với lại cũng như chị, và lúc đó nó nghe chị nói, nó nghe nó cũng bút vậy, nhưng mà khi cho tốt thì đừng bao giờ áp lực tinh thần người ta, em hiểu không? Ví dụ có người hút xong thích ngồi im một chút, có người hút thì thích rửa chén, có người hút thì thích nhổ cỏ chẳng hạn, mỗi người có cái thích riêng để người ta quên đi những gì mà người ta đang nhớ đau lòng, chứ đừng có tấn công người ta bằng tinh thần, nạt nộ người ta, cái đó là cái tội vô biên. Bị người ta khủng hoảng là Kim Ngân bị cái dần đâu, một đứa nữa mà chết rồi cũng do giống Kim Ngân mà nó chết là bị đốt cháy chết luôn, là con Bùi Xeo đó, hai người đó là Kim Ngân Bùi Xeo là một cặp đi qua nhà của, tại vì chị nói vì chị biết, chị thấy chị biết, nhưng mà chị nói là thứ nhất á, chú chị khuyên nó không được rồi, chứ nó bị ghiền quá. Hay theo chị hồi xưa chị có quen một cậu Marine, tiểu đội chiến mà Việt Nam đi đến Mỹ ở dưới San Diego mà cái chạy Camelotan đó, thì tuần nào thứ sáu cậu cũng lên, cậu chạy với xe Sibo, xong cái nó hay chèo lên đi vậy, nó ngủ chị đâu đi theo mà, nó chưa bị vậy đó, sau đó chị đi vô châu rồi ra bệnh, là chị biết từ đâu ra thì cái cậu có cậu là kể là có công võ sư đó, không biết ai thuê ổng, có người thuê ổng. Thuê ổng đến để làm điểm quyệt trong cái đầu trong Kim Ngân luôn, đang ngồi ăn cái đúng rồi, chỉ cái đầu vậy, trong chỗ nào không biết, có mình không biết thôi, xong rồi sau đó bị luôn, sao là ba hồi cùng hồi không liền, chỉ nó phồng phồng luôn, tại sao ba hồi nói chuyện rất tỉnh, rất nói tiếng Tây rất không, rõ luôn, khôn lắm, ba hồi nói tiếng Tây ra tay rồi rõ thì rõ, ca rồi hay lắm, hồi rồi ôm gắn trời vậy đó, cắn Tú Quỳnh biết mấy lần luôn á, cái đó chị ra chị bán băng Tú Quỳnh á, xong cái thấy nó ôm Tú Quỳnh cắn quá trời luôn, chưa trời tội nghiệp luôn, Tú Quỳnh mày cũng chó mày cắn tao, cái xong người cho tiền không lấy nha, tụi ấy lắm, ba hồi cái nào cần lắm thì mới dùng, không cần là khi mà nó có dư rồi thì không có lấy, như vậy em thấy có lần như Nga nói chuyện hát karaoke rồi nhớ không? Dạ. Bắt cho mình hát bài Mưa Lệ đó, nhớ vẫn nhớ mình hát bài Mưa Lệ, chỉ có coi clip đó. Dạ. Chị coi clip đó bao nhiêu ở đâu chỗ nào á, có mấy cái số mà em quay chị Kim Ngân á là chị Kim Ngân nhắc chị hoài, đúng rồi, nhắc chị Kim Anh Mùa Thu Lá Bay suốt luôn, trong cái tiềm thức của chị á là chị vẫn nhớ những cái người mà chị thích, đúng rồi, cái thời điểm đó là chị Kim Ngân là đàn em của chị không, chị là đàn chị lớn rồi, nó nhỏ chị cũng mười mấy 20 tuổi rồi mà. Cái này thì cũng là một cái ngẫu nhiên thì Nga cũng biết là chị Kim Anh với chị Kim Ngân ngày xưa là giống như là rất là quý nhau, chị rất là bao che nó, chị Kim Anh rất là thương chị Kim Ngân, và thời điểm mà Nga giúp Kim Ngân thì cũng được chị Kim Anh kể rất là nhiều chuyện, nhưng mà hồi đó Nga cũng không có quay, cũng ngồi nghe lắng nghe thôi, nhưng mà hôm nay là vô tình cái buổi trò chuyện này thì là mình chia sẻ một chút cái kỷ niệm của chị Kim Anh với lại bây giờ nha cưng, có nhiều người làm chị là Kim Ngân luôn á. sao vậy tại thấy gì mà chị đột quỵ đây, chị ngồi xe lăn á, rồi cái ra đường cái thấy chị trời ơi, bà Kim Ngân á, bà đang xách cái bố bà đi vòng chợ Bến Thành, trời thấy chị đi cái gì cái người đó. Chị cũng gầy cao cao nữa, giống nó rồi, sao giống rồi đó, gì hồi đó nó là Kim Ngân là con đỡ đầu của nhạc sĩ Trường Hải, hát bài Không mặc bộ đồ đỏ nhá không, dạ nó chị em hát gì được không, nó hát mày sexy lắm, mà Kim Ngân là người duy nhất, ca sĩ duy nhất chụp hình poster bán đắt nhất, đúng rồi, đẹp quá mà. Cái hình mang dài mang dài kêu rồi, Trần Đình Thục chụp cái nào poster bán 50 đô đấy,
nhớ điểm đó, 50 đô nhiều lắm. Bên đây nó mua hết, 100 nó cũng mua luôn. Quá đẹp luôn. Nó cũng như là Playboy mà kia mà mờ ảo, chứ không phải là quá là sexy. Mà hình nào chụp cũng đẹp. Đẹp rồi, chân thâu chân. Thời điểm đó là đó có trung tâm Thúy Anh. Kim Ngân là một trong những ca sĩ mà kiếm tiền bằng ảnh lịch nhiều nhất. Ảnh lịch và nó có trung tâm Thúy Anh. Trung tâm ban nhạc Thúy Anh. Vì chồng đó là em của bà Thanh Lan. Là chồng đó là cậu chồng của Mai Thanh Vân bây giờ đấy. Dạ, là Mai Thanh Vân bây giờ, Kiệt. Hồi xưa có, chị hay lên nhậu với ông Cao Xuân Vĩ là bố đó. Dạ. Đúng rồi, lên là tới nhà nhậu với ông, thì ông mua bầu mưa gì nhậu, gì phải. Cái thời điểm mà chị Kim Ngân cái đi như vậy là mình không có thể nào không ai giúp được gì hả chị? Tại nó không chấp nhận được. Vì sao? Thứ nhất cái này, nó cũng hay kể gì đâu. Chỉ biết chồng em mà, chỉ biết ông già nó mà. Nếu em không muốn kể đường nhắc nữa, bỏ qua luôn. Em nhớ ông sẽ đau rồi, phải đường nhắc nữa. Khi xong cái chị hay đi bộ lại chỗ Đại Phát á, không ai cho nó vô ăn á. Chị nói, đứa nào dám cống cho Kim Ngân vô đây, hả? Nó ăn chỗ tất cả những người, Kim Ngân tới đây ăn, ký sổ Kim Ngân trả nha. Thằng nào mà dây vô côn, vô thực, vô cạo gì đó, ta có tới nhà mày đốt nhà mày luôn á. Chờ tự nhiên hùng, chú Nguyên Nhân. Nó được vô Đại Phát Nam mỗi đêm. Cho vô ăn. Đứa gì vô, dạ có hùng. Chị đứng vậy, chị bảo vệ nó liền, tính gì vậy á. Chị hỏi tại sao mày nói chuyện với nó vậy hả? Mày là ai? Ngồi xuống ăn, Kim Ngân trả tiền. Nhưng mà lúc này lên hát mùa thứ ba dùng 100-200, tôi nhét túi gì á, cho nó. Đó là vậy. Trả tiền steak, ăn steak bà ông đúng lòng, cái ông anh Thi á. Ông làm steak ngon lắm, chị thích ăn. Hay là thịt trù. Chứ lúc chị nói có chị mình chị thương em, không phải chị thương em lâu rồi. Nhưng mà tại vì thứ nhất á, có những cái mà chúng ta không đồng chí hướng. Thế thôi, nhưng mà chị lớn tuổi hơn em thì nước mắt chảy xuống, nếu chị làm được cái gì cho em thì chị sẵn sàng. Còn nếu mà không được thì chị xóa liền, lực bất tùng tâm. Nhưng ngày nào có chị ở đây thì không đứa nào không hiếp em đâu. Chị gan tin như vậy, cả làn sóng chị. Nhưng chị nói cho Đại Pháp vậy. Thì em biết trời chị đâu vô côn chị cạo thiếu gì. Chị đâu có theo cái chuyện ta đủ vô côn cạo nhiều lắm. Đây đó là cuộc đời chúng tôi gắn liền với những người rất là sống không có luật lệ. Này rất là cảm ơn chị Kim Anh có một buổi trò chuyện. Sau cái tai biến thì bây giờ là em nghe rõ phải không? Rõ, rõ. Hy vọng là tối nay chị sẽ hát trong cái buổi tiệc chị sẽ hát rõ. Chị chắc chắn chị hát được vì cái ông mục sư nói với chị đó. Tại vì chị thuộc bài rồi, nó nằm trong cái tiềm thức của chị không phải suy nghĩ. Nên là cho nên hát không có bị nó ngọng. Vì suy nghĩ nhanh hơn nói cho nên bị ngọng. Hy vọng là tối nay là chị Kim Anh là được cái là mỗi lần thấy những câu chuyện của chị là một cái sự cố xảy ra cuộc đời mình là đều có một cái vị ân nhân hoặc là một cái quý nhân xuất hiện. Thì với cái vừa rồi chị bị tai biến 1.5 năm á, thì là tự nhiên là con tìm mình và chị về với con, và đến ngày nay phục hồi lên được chút thì lại có một cái người anh mà Nga cũng biết. Mà nhớ nha, nếu em vô trước chị không biết ông nào, chị nha, để cho ông bảy á. Ông hơi lớn tuổi. Nhưng mà không biết lớn tuổi bằng chị không. Nhưng mà nói chung cũng lớn. Không, chị 70. Nhớ chị nha, chị vô là cho ông bậy lắm á. Chị nhào vô cảm ơn anh với mẹ. Vô gặp ai cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh chết luôn. Thì để bí mật đi, để cho tối nay chị tự cảm giác cái linh cảm. Cảm động, rất cảm động. Nhưng mà chị nói chuyện điện thoại với người ta mấy lần thì chị biết người ta là ai. Khi chị vô chị nghe tiếng nói thì chị sẽ biết người ta. Không, Nga thì không biết. À vậy hả? Vì ông này không tìm chị mà chị đâu biết ông là ai đâu. Vậy hả? Là người ta chỉ nói là người ta thương chị đừng cúp nha, chị đừng cúp nha. Ông là ai vậy? Tôi đâu biết ông, tại sao phải nói chuyện với ông? Dạ. Với là nhiều khi đôi lúc cái mặc cảm vẫn còn. Mình không muốn người ta biết mình ngọng nghịu vậy đó. Chị đừng cúp, em là cái người hâm mộ bài Mùa Thu Lá Bay mà ngày xưa không có điều kiện. Thì nghe câu đó thì cái mặc cảm tan biến đi. Dạ. Cái sau, đi. Sau khi mời chị xong thì anh cũng mời tụi em đó, chứ nghe. Mọi người đến tham gia chương trình này nha, để anh làm cho chị Kim Anh cảm thấy ấm lòng. Đúng. Và một cái điều nữa là anh muốn là đêm nay cái đêm mà tổ chức cho chị Kim Anh nó phải có cái sự hoành tráng để cho chị không bị tủi thân là về già mà cái chương trình nó quá bèo bọt cái gì. Em nói đâu có đâu anh cứ huy động đi tụi em đến tham gia. Hỏi có lấy cát xê không? Trời ơi cái này đi giúp chị Kim Anh hết thì mất mớ lấy cát xê trời. Kỳ lắm. Nói chứ tại vì em rất là quý chị, nhưng không biết làm sao tìm để giúp chị. Ngày xưa không có điều kiện nó khác, bây giờ có điều kiện rồi.
cái gì? Ủa, điều kiện là gì? Điều kiện là tiền đó. Nó thì nếu mà nghĩ tới cho mình là mình vô rồi, tại vì thứ nhất người ta nói tiếng Mỹ nó là thought is cao, cho dù bên kia bờ đại tây dương có người nghĩ tốt thì mình là lãng phí rồi. Dạ, dạ, rất là vui. Em cảm thấy là rất là vui khi là tối nay có cái buổi chương trình. Mà bởi vậy chị mới chuẩn bị nè, phải quẹt quẹt vô lâu lắm. Là bao nhiêu lâu chị chưa được make up? Lâu một năm, từ ngày đột quỵ tới giờ. Từ ngày đột quỵ gần 2 năm, hôm nay mới được làm make up. Lúc make up thấy vui không? Vui, vui. Tự nhiên mình cảm thấy mình giống như thanh thiếu nữ vậy. Chinh thiết trở lại. Cảm thấy phơi phới không? Cảm thấy phơi phới. Vậy em cũng hy vọng là buổi phỏng vấn ngày hôm nay và cái buổi tối show ngày hôm nay, thực sự em cũng đang cũng không biết là cái trong đêm nó sẽ như thế nào, nhưng mà chị có cái linh cảm là rất là vui em. Dạ. Rất là tình người, rất là vui, rất là phải nói rằng Chúa an bài một cái gì đó mà liên kết với nhau rất chặt chẽ. Dạ, em hy vọng là tối nay sẽ có nhiều cái nghệ sĩ không chung nhau, không có cái chương trình đó là lạ. Chị cảm thấy là những người có mặt hôm nay là tự nguyện và thương chị bằng cái trái tim. Tất cả mọi người đến là tự nguyện cái tim muốn giúp chị. Mà thật sự là lâu lắm không được gặp chị á, từ cái đợt mà em gặp chị, đợt mà chị ngồi chị kể về chị Kim Ngân á, ở cái nhà buổi tiệc của cô Hoàng Anh. Hôm trước chị hát cho Thành Lễ. Trời, Hoàng Anh lại ôm chị quá trời luôn, quá thương chị lắm hồi xưa. Mà chị, em sorry chị, em còn không biết chị bị tai biến luôn đó. Thì vừa rồi anh Tuấn Anh gọi cho em, anh mời em cái show này cho em mới biết là chị bị, nên là hôm nay em đến đây em tranh thủ thăm chị. Ồ, cảm ơn. Bây giờ chị vào chị nghỉ ngơi đi. Ok, em vậy luôn. Tối nay mình sẽ có một buổi thì 6 giờ 15 thì cậu Uber con sẽ tới chở Thúy Vi. Dạ. Thì qua đây đang kéo cái phòng Thúy Vi giùm chị. Ồ, là phải có người mặc đầm phụ chị chứ chị làm không được. Kéo không kịp, không hết. Đằng sau lưng thì kéo không được, bên hông kéo được. Tối nay tiệc mình nhớ uống rượu rồi lại cho vui ha. Có chứ, phải uống rượu, nước tắm. Uống rượu nhưng mà hút thuốc không? Không. À, hứa nha, uống rượu nhẹ nhẹ. Chị có thèm với đó không? Không được hút rượu. Thuốc nha. Rượu vô, chị cho hết trơn thuốc người ta, ta cho chị bao nhiêu cây chị cho hết rồi. Dạ, dạ. Mà bao nhiêu lâu nay là không có đụng tới không rượu, không thuốc lá, không xì ke, ma túy, ăn donut, uống cà phê. Chị là người thật sự chị là người thẳng thắn. Em thích chị ở điểm là có gì nói đó. Những cái góc khuất của một con người nghệ sĩ có nhiều người ta không dám kể. Ví dụ như chị Kim Anh vậy, nó ồ trước đây là tôi có chơi heroin. Trời ơi, chị chích nặng luôn chứ giỡn không rồi. Chích luôn. Tự bỏ mình á. Tự ơi, hay quá ha. 8 tháng. Một mình bỏ. Hồi xưa không ai biết chị đâu, vì vậy chị mới viết lên cái bài Ma Túy Và Tôi thì người ta mới biết. À, là chị sáng tác bài đó cho không, mình. Chị viết, cái bài báo, chị viết bài tự sự Ma Túy Và Tôi, tại sao chị vô ma túy và tại sao chị bỏ, và tại sao bỏ bằng cách nào. Chị sống chết bao nhiêu lần để bỏ được. Đó, mới biết rồi. Cuối cùng cái bài báo đó là bài báo chị viết cho Tự Do, báo Tự Do. Là lúc đó người ông Nguyên Sa. Ông Nguyên Sa, và sau này ông Trầm Tứ Thiên mới làm một bài phỏng vấn là người về từ Thiên Phòng Ma Túy với chị. 7 tuần thì người ta mới biết, bắt đầu tập phun dương lên và nẻ cái đó là cái yếu điểm của chị, chị mắc cỡ. Bây giờ mà ra đường mà lỡ chị thấy người mà đứng thích tự nhiên chị có cái khi không? cái này chính xác, nếu người nào muốn bỏ được, khi nhắc tới người không bồn chồn là sắp sửa bỏ được, là bỏ được. Còn chưa bỏ được, nhắc tới bồn chồn là vẫn còn nhớ. À, ở trong đấy vẫn còn cái rạo rực, còn thèm. Cái là tinh thần. Dạ. Còn cái thể xác là qua rồi, không còn bị vật nữa. Dạ. Cái thần. Hồi xưa chị làm mơ chị chế ra nguyên cái máy chích luôn á. Trời ơi, nghiền mức độ mà tự mơ chế. Đến nữa, nó chạy tới trên tấm hình, nó đứt bóng. Trời ơi, tức muốn chết mẹ ngồi vậy. Giấc mơ dễ sợ. Trời vậy đó, 8 tháng trời đó. Dễ sợ, chế nguyên cái máy chích luôn. Dễ sợ. Trong cái giấc mơ mà. Xong chị về đây, lúc chị hát cho chương trình của Tần Hán, Phan Anh Tử mà TVB á. Chị Long Anh Phát, chị bay về. 8 tháng rồi chị ok rồi. Ủa thời đó chị có hát với Phan Anh Tử luôn? Có chứ, Tần Hán. Tần Hán luôn. À, Quỳnh Nhật Hòa, Lưu Đức Hòa. Trời ơi, vậy là Hoàng Hán. Vạn Tử Lương. Rồi trời, em mê mấy người đó lắm. Trời ơi, chị qua bên đó chị ha, chị đi chơi với Nguyễn Sĩ mà vô xưa. Mà thiệt sự nha, chị là một trong những ca sĩ mà hát cái bài Mùa Thu Lá Bay mà em thấy cái hồn nó ra nhất luôn. Và cảm giác chị giống như một ca sĩ Hồng Kông hay Trung Quốc, chứ không có nghĩ là chị là giống như người Việt. Nhưng mà chị có chút gốc Hoa trong đó không? Hoa 100% gốc gì? Ờ, vậy là chị đẻ Việt Nam, chị đẻ Việt Nam. Trời ơi,
Em khen mới bị khen sai. Cái tưởng chị người Việt Nam á, ra là chị không, chị đẻ Việt Nam thôi. Dạ, nhưng mà chị là ba chị ông Quảng Đông, mẹ chị người Tiều. Ồ, hèn gì. Cái bài đó giống như sanh ra để cho chị hát vậy đó. Không, chị lúc đó là ba chị, mà ba chị thương chị lắm, cưng dữ lắm luôn, không bao giờ ông cho phép chị đi Mỹ mà được học bổng tới chết. Bây giờ chị ghi danh học, mỗi tháng được 2,000. Tới chết luôn mà. Dạ. Rồi xong cái ông già chị tới năm 8 hồi đó chị hát là vì lý do mà chị bảo lãnh mấy người trong trại tị nạn á, ban nhạc. Dạ. Về nhà chị ở với Virginia, chị có nhà 3 phòng. Cái hầm nữa là chứa đúng không, nếu mà ở rộng rãi khoảng 10 người, 30 người tới nhà chị ở, tạo thành 3 ban nhạc gặp nhau. Dạ. Cái ráp lại mới đờn, xong cái đó chị hát nhà nghỉ mà. Rồi xong cái tự nhiên một hôm năm 1982, hồi đó chưa có điện thoại, mới gửi bằng Telegram hay nhé, Telegram gì đó. Dạ. Nhưng mà ba chị là không biết tiếng Việt, mới nhờ con nhỏ cháu viết giùm. Bà ba rất nhớ con gái cưng. Nó hát cho bà ba một câu được không? Bà ba nhẩm chẩu thì không lụi. Đó, xong cái tự nhiên chị đọc cái tự nhiên nó mắt chảy xuống, cái tim nó nhói vậy là chết rồi, bà ba bệnh rồi. Chứ không bao giờ ông nói như cái gì như vậy đâu. Mà ông đâu bắt một con cháu nó viết. Xong cái chị lúc cái chị đang hát cho ông Ngọc Chánh theo sau xe nè. Năm 80, 81. Chị hát cho Ngọc Chánh, cái lúc ông Hai Bối Phương với anh chị Khánh Ly hay lên đó hát mỗi tuần á. Cái chị mới nói hỏi chị nói trời em chấm chấm em muốn thu một bài cho ba bà bá em làm sao. Nói mày phải xuống Santana chứ mày ra đây không có. Cái ông hồi đó mày Phương khoái gì lắm, khoái rồi cưới gì luôn em Phương rồi mê lắm tới dụng còn. Thế xong cái ông nói để Phương giúp cho, cho nó giúp ông ấy về đây ông đi liên lạc cho anh Lê Văn Thiện Trung Nghĩa. Dạ. Mới làm cho chị cái bài Mùa Thu Bay. Thế nói chẳng cho bà bá cái gì ông không hiểu, ông không hiểu tiếng Mỹ, ông không hiểu. Thì bài mùa thu bay một bài ta đâu có sang. Sau 12 bài tới 11 bài chị quải quá vậy học hết nổi rồi. Chứ thôi 11 bài thôi, nhưng mà thằng John Thompson á, ngày xưa là cassette nó không có digital, nó không cắt được. Đúng một tiếng. Là chị phải làm cái gì cho đúng một tiếng. Là phải hát hết luôn. 11, 12 bài mà tới 11 bài chị hát hết nổi rồi. Mà lúc đó chị mới biết cái lời bài. Chị đọc lên cho nó đủ. Mà chị biết tiếng Anh. Xong cái ông Elvis Phương mới dịch lại tiếng Việt. Cái bà khách lên viết lại văn xuôi chị mới đọc. Mà thu là thu một lần vậy thôi đó chị, chứ không có sửa xíu không gì. Không không. Mà chính vì cái thời đợt đó thu là chị nổi tiếng cái bài đó luôn hả? Qua đêm, tại vì chị thâu xong nó ra, nó chị sang 1,000 cái cassette nó mới sang. Rồi cái cassette nó canh ăn, chị có biết ai được bán. Dạ. Chị có gửi bà bá vậy thôi mà cũng văn thôi, cái chị mới cầm cái đi ngang cái chỗ bà Thanh Lan mà má chồng bên á. Nói chị tôi có mấy cái băng này chị mua không? Mày ai nói Kim Anh, Kim Anh nào băng mèo, không phải mèo chó vậy, em Kim Anh thôi, mặt Kim Anh. Tao chưa nghe mày. Cái đó thì em có gì mua thôi em về. Cái xong cái chị mới về, chị mới lục, ông Chánh ông gửi vải, gửi thuốc và kim gì đó, kim chỉ gì đó, hồi xưa. Cái xong cái ông mua 50 cái cuốn điện thoại, ở còn 50 thứ ba để ông gửi thuốc cho người ta đó. Cái xong cái ông nhờ gì bánh máy Trần Lê chỉnh lý gì đó. Cái gì nó nói hết cái hồi Việt Nam ra mẫu cuốn telephone đó. Cái gì mượn cái đó, cái gì mới gửi tặng, cái gì để 1,000 cuốn làm gì. Tặng đồng, biếu đồng hơn kỷ niệm, biếu đồng hơn kỷ niệm, gửi hết trơn 50 thứ ba vậy đó. Cái hai tuần sau, 20%, 50%, 50% không à. Cái gì nói chị không có bán, chị gửi trả lại, chị nói không có bán. Cái nói tao tặng mày lấy, cái từ đó nó bán luôn. Rồi khi mà gửi về Việt Nam thì ông ba chị chết rồi, ba chết 3 ngày rồi. Cái băng về tới nhà, ông không nhắm mắt, không mở cho cháu vậy nè. Thì người tàu mở mắt đâu có liệm được. Thì ông cậu dìm mở lại mới chỉ viết chữ tiếng tàu mật mã là phải ngược cái thép lại, đầu xưa có chữ có tiếng nó đốt cái không cho nhà về nhà. Cái ông anh mình có mới lấy cái thép lộn ngược lại, cái để cái xét vô, ông mở mắt cho cháu thì đâu có liệm, cái tụng kinh hoài mà ông muốn nhắm mắt. Cái xong cái đúng vậy không, mọi người sống bên ông vẫn chừng chừng vậy, cái tiền là bù chưa tối quay liêu sớm mò, cái ông nhắm mắt lại cái nước mắt ông chảy như vậy. Là ngay đêm đó chị nổi tiếng luôn, chị đang hát Houston, chị theo đứng gì nè, ông mặc bộ đồ giống mà mau gì đông, ôi bà má cái gì trong im luôn chạy xuống. Không phải là ngay lúc đó ông tắt thở, ông nhắm mắt. Còn có như 3 ngày là không có nhắm mắt mà nghe cái bài hát bùi sư thấu quê lưu sơ mà ông nhắm mắt, cái nước mắt ông chạy xuống là chị nổi danh luôn từ đó tới bây giờ luôn. Là trong đêm đó chị nổi luôn đó. Nổi luôn. Mà cái học hát là chị đâu có được đi học. Trời ơi, chị bắt trước chị hát đừng tăng chị hát thôi, chị không biết. Chị không biết nhiễm gì hết á. Những ba mất mà cũng hồ đồ linh lắm, dữ lắm, tới bây giờ ông vẫn còn nghe chị hát mà. Mỗi lời chị hát có ông cái bên ngồi nói chuyện chị chắc nói tới ngày mai quá. Nhiều công chuyện đó là mà chị sợ cái đó là nó màu nhiều lên đi. Mới biết là chị Kim Anh là Mùa Thu Lá Bay là nổi tiếng, bài hát Mùa Thu Lá Bay là nhờ
Chữ Hiếu làm cho chồng. Ba hát cho ba nghe trước khi bệnh mất thôi. Nhưng mà cuối cùng là nhờ cái bài hát đó mà ba nhắm được mắt xuôi tay. Xuôi tay mà chị nuôi 27 mà ở Việt Nam 20 năm. Làm ra tiền đó. Nuôi được 27 người trong nhà. Và 20 năm. 20 năm. Tính đến cháu chất. Cháu nhỏ xíu đi. Cái thời điểm đó mà chị được hát với diễn viên Hồng Kông là ảnh diễn gì? Hát lại nhà không thấy. Phương Sang Ninh Tử, Tần Hán, Quà, Lưu Đức Hòa, rồi Phạm Tử Lương, Lương Triều Vĩ. Trời ơi, người đó ngày xưa là em cắt hình, mà em dán. Trời ơi, chị chụp hình với Tần Hán, gửi bà kêu hắn đéo chạm mình và giành dữ luôn. Bà lấy luôn hả? Chị chụp vi lại bạn Tử Lương với lấy cho không trả, không trả. Hồi đó xong biết lấy diễn viên Hồng Kông cho rồi. Thôi, nó là hà tiện của mẹ. Hôm chị qua bên đó đó, chị qua với anh Nguyễn Sĩ qua Hồng Kông thì có cái thằng mà chủ của TVB em, nó tên là Simon Wong. Cái hình ngồi nhậu gì nè, cái tại Nguyễn Sĩ là thầy giáo sư dạy của Tần Hán, Tần Ngô, sư phụ. Cái lên cái vòm ngựa ngồi cho nó nhậu, nó thôi ngồi đây buồn lắm, cái mẹ xuống nhà ngồi, xuống nhà bàn dài nè, tất cả tài tử đều ngồi hết. Cái xong bắt đầu cái lúc đó đang có karaoke, chạy cái giá nhạc Mỹ chứ không hát gì, trong hát Việt Nam, giá bài anh xem Melody. Trời ơi, chị vừa hát cái mấy thằng kèn ở trong cái chỗ mà VIP club nó chạy xuống thổi kèn. Em biết rượu là nó trù nó gấp gian cái bàn nó chở một tuần lễ nó nhậu chứ tôi nói. Là thích gì đó. Mỗi tuần tạo chị gửi thằng đi nhà thương bị nhà lớp vào tử. Quên như qua. Mà ta gục hết mà chị không gục được. Cái thằng đồ chị qua nó. Cấm nghĩa là mày đừng có nhậu với tao nữa, mày không có biết tao nhưng mày không biết tao nha. Rồi chị đến nhà của thằng nhậu với thằng Đặng Quang Vinh. Chân. Ôi, chị nhiều câu chuyện quá, chắc phải hẹn chị một cái dịp nào đó xuống rồi, kể chuyện cái đường tình duyên chắc chị trai. Trời đất ơi là trời, cái thằng nó mê gì đó, nó qua lấy kiếm chị nè trời. Số chị nhiều trai. Nhưng mà chị lắm. Bây giờ là hòn giọng không phu. Không có chồng cũng giọng không phu. Thành đá luôn, thành đá. Trời không biết. Hôm nay là chúng ta có một cái buổi trò chuyện với chị Kim Anh Mùa Thu Lá Bay. Rất là nhiều câu chuyện nhưng mà thật sự bây giờ nói nữa là hết cái giờ nha. Dạ trễ sửa soạn để cho giờ cảm ơn cái ông Tuấn Anh mà chưa biết mặt đó, cái ông đó chắc cũng mê chị đó. Để tối nay có chị hỏi nó chị cái đó. Là tối nay là chúng ta sẽ có một cái buổi chương trình của chị đêm Kim Anh Mùa Thu Lá Bay một thời để nhớ. Một thời nhớ Kim Anh rồi. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau và chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn yêu đời. Có những cái này Kim Anh xin tâm. Nhiều lúc chúng ta không bao giờ vừa ý nhau, có những cái bất đồng ý kiến, bất đồng ngôn ngữ, hay bất đồng cái tư duy. Nhưng dầu gì đi nữa chúng ta đều có một cái khía cạnh nhỏ nhỏ trong trái tim thương yêu nhau bằng tình người. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Thôi chúng ta xin kết thúc và tạm biệt chương trình. Next time. Rồi hẹn số tiếp tối nay nha. Bye. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US One trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Livestream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.